Nay nhân một ngày rảnh rỗi thì mình làm thêm một cái vlog này nói về cách giao tiếp bất bạo động. Mọi người đã có bao giờ gặp khó khăn trong việc giao tiếp với một người nào đấy mà mình không thể diễn tả được những điều mà mình nói mà đối phương không cảm thấy bị xúc phạm không? Hoặc là có những người mà nói chuyện với mình nhưng mà lúc nào mình cũng cảm thấy là cái người đấy làm cho mình khó chịu. Thì hôm nay mình sẽ giải quyết hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là làm sao để diễn tả được cảm xúc của mình mà làm cho đối phương không bị xúc phạm. Và khi đối phương nói một cái điều gì đấy thì mình không cảm thấy khúc xúc phạm. Sau cái video này thì mọi người sẽ tốt hơn trong cái quá trình giao tiếp người với người. Đầu tiên thì làm thế nào để cho đối phương không cảm thấy bị xúc phạm hay là bị áp chế khi mình diễn tả được cái nhu cầu cảm xúc của cá nhân. Thì mọi người có thể nghĩ lại một cái khoảnh khắc ở trong cuộc sống mà khi mình nói một cái điều gì đấy mà tự nhiên đối phương người ta nổi sung lên và người ta không có lắng nghe mình không? Thì mọi người thử nghĩ lại xem là cái điều mình nói là cái đấy có chèn cái cảm xúc tiêu cực không, có chèn sự hằn học không, có chèn labeling không, có gán ghép được cho người ta với một cái biệt hiện nào đấy không? Thì nếu mà có cảm xúc hằn học này hay là có sự gán ghép nào đấy thì rất dễ là đối phương sẽ hình thành cơ chế phản kháng và họ sẽ không thực hiện hành động của mình mà họ còn nổi xung lên với mình nữa. Video này thì sẽ không nhằm mục đích là làm thế nào để cho người ta thực hiện những cái hành động mà mình mong muốn, mà nó chỉ có mục đích là làm thế nào để cho đối phương lắng nghe mình mà lắng nghe những điều mình nói mà không cảm thấy bị xúc phạm thôi. Thì để làm được cái điều này mình sẽ cần phải thực hiện 4 bước. Bước thứ nhất chính là nói lên một cái sự thật hiển nhiên. Ví dụ như là mình cảm thấy bực mình với đối phương không nộp bài đúng hạn chẳng hạn, thì mình có thể nói là thay vì mình chê trách thì mình nói là hạn nộp là ngày 25 nhưng mà bạn lại nộp vào ngày 27. Mình chỉ nói một cái sự thật hiển nhiên thôi. Hoặc là nếu mà mình để đồ ăn ở ngoài thì nó thay vì chuyện để tủ lạnh chẳng hạn thì mình sẽ nói là đồ ăn để ở ngoài thì nó sẽ hỏng mất. Khi mà bạn nói với những cái sự thật hiển nhiên ấy thì mà không chèn cảm xúc hoặc là không chèn sự phê phán vào thì đấy thì không ai người ta có thể cảm thấy xúc phạm được, hoặc là không ai người ta có thể cãi được cái sự thật hiển nhiên đấy. Thì đấy là bước thứ nhất, là nói lên một cái sự thật hiển nhiên và đưa ra một cái thông tin nào đấy của cái sự thật hiển nhiên là đồ ăn để ngoài thì nó thiêu, hay là đi chơi về muộn thì không phải là một cái thói quen an toàn ở cái thời điểm này. Đấy thì đưa cho nó một cái thông tin nào đấy về cái sự thật hiển nhiên đấy. Bước thứ hai thì chính là bước nói lên cái cảm xúc của mình. Đấy, khi mà mình phải chứng kiến cái sự thật hiển nhiên đấy. Ví dụ như là khi con để khăn mặt ướt ở trên giường thì lúc ngủ sẽ cảm thấy rất là khó chịu và mẹ cảm thấy là rất là bức bối. Hoặc là khi bạn nộp bài muộn như vậy thì cả đội rất có thể sẽ bị điểm kém và mình cảm thấy rất là lo lắng về cái chuyện đó. Hoặc là khi anh đi nhậu về muộn 3 lần một tuần thì em cảm thấy rất là cô đơn. Ví dụ như thế. Bước tiếp theo là bước thứ ba ấy, chính là nói lên cái nhu cầu về của cá nhân mình mà cái nhu cầu đấy dẫn tới cái cảm xúc đấy. Ví dụ như là em cảm thấy rất cô đơn vì em nhớ anh. Hoặc là khăn mặt ướt để ở trên giường như thế làm cho mẹ bức bối vì mẹ muốn mọi thứ nó đều phải gọn gàng ngăn nắp.
Hoặc là nếu mà bạn nộp bài muộn, cả đội có thể sẽ bị điểm kém. Mình cảm thấy rất là lo lắng vì bản thân mình muốn mọi người đều được điểm cao, và bản thân mình muốn mình được điểm cao và tất cả mọi người đều được điểm cao. Thì đấy chính là cái cách mà mình mô tả cái cảm xúc cũng như là cái nhu cầu dẫn tới cái cảm xúc đó, chứ không phải mình nói là nộp bài muộn như thế này thì ảnh hưởng đến mọi người, hay là để khăn mặt ở trên giường như thế này thì như thế nọ như thế kia. Thì nếu mà nói như thế thì người ta lại quay lại cái cơ chế phản kháng, và tất nhiên là người ta sẽ cảm thấy bực bội, và rất có khả năng là người ta sẽ cứ tiếp tục làm cái hành động đấy một cách cố ý. Sau khi mà mình làm hết cách rồi, mình nói về sự thật hiển nhiên rồi, anh đi nhậu về muộn 3 lần một tuần rồi, em cảm thấy rất là cô đơn vì em rất là nhớ anh, hoặc là yêu anh, hoặc là lo cho anh, thế mà anh vẫn tiếp tục đi nhậu về muộn, thì lúc này mình làm thế nào? Thì cái ứng xử của mình lúc này sẽ quyết định xem là cái người chồng hoặc là người bạn hoặc là người con đấy có tiếp tục cái hành động mà mình cho là không tốt đấy không. Đấy chính là nó chia ra làm hai cách ứng xử. Cách ứng xử thứ nhất là coi cái việc mà chồng đi về đi sớm này, hay là cất khăn mặt này, hay là nộp bài đúng hạn ấy, là một cái điều bắt buộc, là một cái mệnh lệnh. Thì lúc này cái người cái tôi ở đây này sẽ trừng phạt đối phương, trừng phạt bằng cách tinh thần, hoặc là trừng phạt bằng cách nói những điều không hay. Thay vì trừng phạt thì mình có thể nói mình có thể nói cách khác, tức là một là mình có thể bỏ qua bởi vì đây là lần một lần hai thôi, và hai là mình có thể ngồi nói chuyện lại với cái người đấy là lý do tại sao mà cái hành động đấy cứ tiếp tục lặp đi lặp lại, tại sao bạn bạn này cứ tiếp tục nộp bài muộn, thì mình có thể tạo điều kiện gì cho bạn không? Ví dụ như là Daisy ơi, bạn nộp bài muộn 3 lần liên tiếp thì liệu có cái lý do đặc biệt gì không? Mình có thể giúp gì không? Mình có thể tạo điều kiện cho bạn để bạn nộp bài sớm hơn được không? Hay là con để khăn mặt ở trên giường rất là nhiều lần thì liệu mẹ có thể làm gì để con có thể cất khăn mặt đi? Hoặc là em có thể làm gì để anh về sớm hơn? Thì đây chỉ là những cái lời khuyên lý thuyết thôi, còn thực hiện thì nó không khó hơn rất là nhiều, bởi vì mỗi một người nó có một cái tôi rất là lớn, và nếu mà mình khó chịu với cái gì mà mình yêu cầu người ta làm mà người ta không làm thì một số người sẽ cảm thấy rất là khó chịu và không 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 thực tập cái cách này nữa. Thì vậy nếu mà mọi người muốn cuộc sống của mình được nhẹ nhàng hơn thì sẽ bỏ qua những cái chuyện nhỏ như thế và tiếp tục thực tập cái cách này. Mình đã thực tập rồi, và nếu mà mình thực hiện theo các cái cách này thì cuộc sống nó của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Vậy thì đấy chính là cách thể hiện nói tình cảm của bản thân mà đối phương không bị xúc phạm. Thế bây giờ làm sao đấy để mình nghe đối phương nói mà mình không cảm thấy xúc phạm? Thì sau đây mình sẽ chia sẻ. Khi lắng nghe người khác ấy, thì mình phải lắng nghe với compassion. Lắng nghe với compassion tức là như nào? Lắng nghe với cái lòng trắc ẩn của mình. Trâm nói như thế này thì không phải là Trâm có nhiều lòng trắc ẩn đâu, mà là nếu mà lắng nghe với cả cái đôi tai mà có lòng trắc ẩn ấy, thì mọi lời sỉ nhục hay là mọi lời phàn nàn đều có lý do của nó. Sỉ nhục như thế nào nhỉ? À đây rồi, ví dụ như là gần đây là có một cái cộng đồng chia sẻ tài liệu tiếng Anh, và họ có một số cái luật lệ là không được nói tục chửi bậy, không được PR bản thân, không được thế nọ thế kia. Thì mình tham gia cái cộng đồng người ta thì mình cảm kích và mình cũng follow được cái luật lệ của người ta. Tuy nhiên thì có một số cái comment nói là có làm được cái gì nhiều đâu mà ad lại cứ làm như là ở đây là cái chỗ ad là boss của mọi người. Thì
cái cô gái mà comment cái điều này ấy, thì lúc đầu mình cũng cảm thấy là một cái người này cảm thấy rất là vô ơn, tại sao lại không có không cảm kích cái cộng đồng này, không follow cái luật mà lại còn nói xấu. Thì mình mới đi vào cái tường của người ta, đi vào tường của cô này, và mình mới khám phá ra là cô này thì tường nhà cô này toàn là những lời phàn nàn thôi, thì mình lại cảm thấy thương cô này hơn. Thì mình thương cô này là vì sao? Bởi vì cuộc sống của cô này toàn tràn ngập là những cái điều đau khổ, những cái sự không may và những cái sự bực dọc. Thì lúc này là thực sự là không còn cảm thấy tức giận với cô này nữa. Đấy, thì khi mà mình lắng nghe với cái lòng trắc ẩn thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn. Vậy điều đầu tiên là mình không nên nghe những cái lời xúc phạm hoặc là chỉ trích, mà mình nghe xem là cái cảm xúc của cái người mà khi người ta phát ngôn những cái điều đấy ra là gì. Có thể đấy là một sự không tự tin, hoặc là đấy là một cái sự đau khổ, hoặc là đấy cũng là một cái sự bạo hành trong quá khứ nữa. Ví dụ bố mẹ người ta có thể bạo hành, mình đã trải qua cái kinh nghiệm đấy cho nên mình rất là hiểu những người mà đưa ra những cái lời chỉ trích mà mang tính acid ấy, cay đắng ấy, thì những người đấy thường có quá khứ rất là buồn. Mình nên thương cảm với những người đấy. Thương cảm không có nghĩa là mình cổ vũ hành động đấy. Thì mình làm như nào? Vậy khi giao tiếp với những người như này thì mình nên nói những gì và mình nên nói như thế nào để cho họ cảm thấy là họ được tôn trọng, và họ cảm thấy họ được lắng nghe và họ muốn chia sẻ với mình. Cũng như cái nguyên tắc đầu tiên thôi, tức là mình chỉ ra cái cảm xúc của họ bây giờ. Ví dụ như là cậu cảm thấy buồn chán à, hay là cậu cảm thấy đau khổ, hay cậu cảm thấy bực dọc à. Đấy, có phải là cậu cảm thấy rất là bối rối không? Mình nên chỉ ra những cái nhu cầu cá nhân của họ mà dẫn tới những cái tình cảm trên. Ví dụ như là người ta có nhu cầu được tôn trọng cho nên là người ta mới giận dữ khi mà nghe một cái lời bình luận nào đó, hay là người ta có nhu cầu gọn gàng thì người ta mới thấy tức giận khi mà thấy đồ đạc để lung tung, hay là người ta có nhu cầu an toàn khi khi mà họ thấy lo lắng khi chồng về muộn. Thì tức là mình nghe được cái nhu cầu đấy và mình cố gắng là mình thông cảm và mình đáp ứng cái nhu cầu đấy cho họ, thì họ sẽ giao tiếp với mình một cách cởi mở hơn. Thì đấy chính là những cái tip giao tiếp hiệu quả với người xung quanh. Mô tả những thứ mình muốn, mình cần, mô tả sự thật hiển nhiên, tạo điều kiện cho người ta có thể đáp ứng được nhu cầu của mình, cũng như là xác định được tâm tư tình cảm của đối phương, và xác định được cái nhu cầu cảm xúc của họ, và cố gắng lắng nghe những cảm xúc đấy, thông cảm cho cảm xúc đấy. Không nhất thiết phải đáp ứng, nếu có điều kiện thì mình đáp ứng, còn không có điều kiện thì thôi. Tuy nhiên, cái đầu tiên và cái quan trọng nhất vẫn là hãy lắng nghe những cái yêu cầu đấy, và hãy đáp ứng những cái yêu cầu đấy bằng lòng trắc ẩn, cũng như là bằng cái sự chân thành nhất có thể. Nếu mà mọi người mà giao tiếp với nhau như thế thì nó sẽ tốt lên rất là nhiều. Hy vọng mọi người thấy cái video này hữu ích. Nếu mọi người mà thấy hay, hay là mọi người thì quan tâm, có thể chia sẻ hoặc là đặt câu hỏi với mình. Mình sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của mọi người. Xin chào tạm biệt, bye bye.